Cô mến chào các em học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết khoa học lớp 4 này. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa khoa học lớp 4, vở bút. Nào, chúng ta cùng vào tiết học nhé. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức cũ nhé các em với hoạt động khởi động. Đầu tiên, cô có câu hỏi số 1 như sau. Các em hãy vẽ sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn giữa bò và cỏ. Nào các em hãy vẽ sơ đồ vào vỏ nhé. Cô có sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn giữa bò và cỏ như sau. Phân bò phân quỷ nhờ các vi khuẩn trong đất tạo thành các chất khoáng và các chất khoáng này sẽ trở thành thức ăn của cỏ được rễ hút lên và cỏ sẽ là thức ăn của bò. Tiếp theo, cô có câu hỏi số 2. Các em hãy vẽ sơ đồ bằng chữ về mối quan hệ về thức ăn giữa cây ngô, châu chấu và ếch. Nào, các em hãy vẽ sơ đồ vào vỏ nhé. Cô có sơ đồ như sau. Cây ngô là thức ăn của châu chấu, châu chấu là thức ăn của ếch. Tiếp theo, cô có câu số 3. Chuỗi thức ăn là gì? Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn. Qua ba câu hỏi ở hoạt động khởi động, cô tin rằng các em đều trả lời đúng cả ba câu. Cô có lời khen những bạn trả lời đúng nhé. Các em à, tất cả các sinh vật trên trái đất đều có mối quan hệ với nhau bằng quan hệ dinh dưỡng. Sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. Con người cũng lấy thức ăn từ thực vật và động vật. Vậy, nhân tố con người có vai trò và ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ thức ăn trong tự nhiên. Các em cùng cô tìm câu trả lời qua bài học hôm nay, khoa học bài 67, 68, ôn tập thực vật và động vật. Cô mời tất cả các em mở sách giáo khoa trang 134. Qua bài học này, các em được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật Thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở các em biết vẽ và trình bày sơ đồ bằng chữ mối quan hệ thức ăn của một nhóm sinh vật, phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Đầu tiên chúng ta cùng ôn lại kiến thức về chuỗi thức ăn với hoạt động số 1. Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn. Bây giờ các em hãy nhìn lên màn hình. Quan sát hình ảnh cây lúa và các con vật sau, hãy nêu mối quan hệ thức ăn giữa cây lúa và các con vật có trong hình. Trong hình chúng ta có các con vật đó là chuột đồng, đại bàng, cú mèo, gà và rắn hổ mang. Nào, bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật này nhé. À, cô có cây lúa thức ăn của cây lúa là nước không khí ánh sáng các chất khoáng hòa tan trong đất hạt lúa là thức ăn của chuột gà chim chuột đồng chuột đồng ăn lúa gạo ngô khoai và nó cũng là thức ăn của rắn hổ mang đại bàng mèo còn đại bàng thức ăn của đại bàng là gà chuột xác chết của đại bàng là thức ăn của nhiều loài động vật khác cú mèo thức ăn của cú mèo là chuột gà thức ăn của gà là thóc sâu bọ côn trùng cây rau non và gà cũng là thức ăn của đại bàng rắn hổ mang rắn hổ mang thức ăn của rắn hổ mang là gà chuột ếch nhái rắn cũng là thức ăn của nhiều loài vật khác Như vậy các em vừa nói về mối quan hệ thức ăn giữa cây lúa và các sinh vật đó là chuột đồng, đại bàng, cú mèo, gà và rắn hổ mang. Bây giờ các em hãy nêu mối quan hệ về thức ăn của các sinh vật trên bắt đầu từ sinh vật nào? À, mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật trên được bắt đầu từ cây lúa các em à cây lúa chính là thực vật trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật bây giờ các em hãy dựa vào mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa và các con vật có trong hình dưới đây để xây dựng sơ đồ bằng chữ về các chuỗi thức ăn nào các em hãy suy nghĩ và vẽ vào vở của mình nhé Sau đây cô có sơ đồ mối quan hệ về chuỗi thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và một số động vật sống hoang dã. Cô có cây lúa là thức ăn của gà, chuột đồng, gà là thức ăn của đại bàng và rắn hổ mang. Chuột đồng là thức ăn của đại bàng và rắn hổ mang với củ mèo. Bây giờ các em hãy quan sát hai chuỗi thức ăn số 1 và số 2. Em có nhận xét gì về mối quan hệ chuỗi thức ăn 1 với chuỗi thức ăn 2 của nhóm vật nuôi cây trồng, động vật hoang dã nào? Chúng ta hãy cùng so sánh và tìm ra câu nhận xét nhé. Nào bây giờ các em xem nhận xét của các em có giống với nhận xét của cô không nhé ta có nhận xét như sau sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi cây trồng và động vật sống hoang dã chuỗi thức ăn thứ hai có nhiều mắt xích hơn cụ thể là cây là thức ăn của nhiều loài vật nhiều loài động vật khác nhau cùng là thức ăn của một số loài động vật khác trên thực tế trong tự nhiên mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật còn phức tạp hơn nhiều tạo thành lưới thức ăn. Chúng ta vừa tìm hiểu và phân tích hai chuỗi thức ăn như vậy chúng ta có kết luận như sau: trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật, cây là thức ăn của nhiều loài vật. Nhiều loài vật khác nhau cùng là thức ăn của một số loài vật khác. Các em à. Mỗi loài sinh vật trong tự nhiên không chỉ liên hệ với một chuỗi thức ăn mà có thể với nhiều chuỗi thức ăn. Con người cũng là một thành phần của tự nhiên. Vậy, trong chuỗi thức ăn, nhân tố con người có vai trò như thế nào? Mời các em cùng cô tìm hiểu qua hoạt động 2, vai trò của con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Bây giờ các em hãy quan sát các hình dưới đây và nêu nội dung của từng hình nhé chúng ta có 3 hình. Cứ có nội dung của từng hình như sau. Hình 7, cả gia đình ăn cơm. Bữa cơm có cơm, thức ăn. Thức ăn ở đây có thể là rau, thịt, cá. Hình số 8 là bò đang ăn cỏ. Hình 9, sơ đồ các loại tảo, cá. Cá hộp là thức ăn của người, các em vừa nêu được nội dung của từng hình. Bây giờ các em hãy dựa vào hình 7 và hình 8 vừa quan sát vừa nêu nội dung. Em hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người nhé các em. Với hình 7, hình 8, cô có sơ đồ chuỗi thức ăn như sau. Cỏ là thức ăn của bò, thịt bò là thức ăn của người với hình chính. Cô có sơ đồ chuỗi thức ăn như sau. Tảo là thức ăn của cá con. Cá con là thức ăn của cá lớn. Cá lớn được chế biến thành cá hộp. Cá hộp là thức ăn của con người. Vậy, tảo là thức ăn của cá. Cá là thức ăn của người. Các em thân mến, con người chính là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Vì con người sử dụng thực vật, động vật làm thức ăn các chất thải của con người trong quá trình trao đổi chất lại là nguồn thức ăn cho các sinh vật khác vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt các em hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé à nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sinh vật của chuỗi có thể diệt vong toàn bộ chuỗi nếu nó là mắt xích duy nhất cung cấp thức ăn cho các sinh vật ở mức trên Ví dụ, nếu không có cỏ, bò sẽ không có thức ăn và bò sẽ chết, khi đó con người sẽ không có thức ăn. Vậy, còn thực vật có vai trò gì đối với sự sống trên trái đất? Các em cùng suy nghĩ và tìm ra câu trả lời nhé. À, thực vật rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Thực vật là sinh vật hấp thụ các yếu tố vô sinh để tạo ra các yếu tố hữu sinh hầu hết các chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật. Các em thân mến, trên thực tế thức ăn của con người rất phong phú. Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho mình, con người đã gia tăng sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, một số người đã săn bắt thú rừng để ăn thịt hoặc sử dụng chúng vào các việc khác. Đồng thời, còn chặt phá rừng để lấy gỗ. Vậy, việc săn bắt thú rừng phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì các em hãy suy nghĩ và tìm ra câu trả lời nhé các em à việc săn bắt thú rừng phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt các loài động vật môi trường sống của động vật thực vật bị tàn phá các em thân mến con người cũng là một thành phần của tự nhiên vì vậy Chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ tự nhiên, đó là bảo vệ môi trường nước, không khí, bảo vệ thực vật, động vật, đặc biệt là bảo vệ rừng. Không săn bắt, tiêu thụ thịt thú rừng, không chặt phá rừng, tích cực trồng cây xanh nhé các em. Như vậy chúng ta vừa ôn tập về thực vật và động vật. Bây giờ để khắc sâu kiến thức hơn, cô và các em cùng qua hoạt động củng cố nhé. Các em hãy chọn ý trả lời đúng nhất. Cô có câu số 1. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ A. Động vật. B. Thực vật. C. Con người. Các em hãy chọn ý đúng nhất nhé. À, ý B là à đúng nhất. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật. Câu số 2. Con người được coi là một trong chuỗi thức ăn... A. Thành phần B. Yếu tố C. Mắc xích à, Ý C là ý đúng nhất Con người được coi là một mắc xích trong chuỗi thức ăn Tiếp theo, cô có câu số 3 Trong chuỗi thức ăn sao, gà là thức ăn của những sinh vật nào? A. Đại bàng rắn hổ mang B. Lúa chuột đồng C rắn, chuột đông. À, qua sơ đồ, gà là thức ăn của đại bàng, rắn hổ mang. Cô có lời khen những bạn trả lời đúng cả ba câu hỏi này nhé. Như vậy, các em vừa được ôn lại chuỗi thức ăn trong tự nhiên, biết được có người là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn. Sau bài học này, các em cần xem lại bài và hoàn thành bài tập vào vở của mình nhé ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 2 chúc các em có một kỳ thi thật tốt mến chào các em